ơn của trời Phật, ơn của vũ trụ, nên là em có những người anh, những người thầy, những người sư huynh, những vị cố vấn cấp cao. Các anh luôn luôn ở phía sau chỉ dạy từng chút một, dạy như là thầy dạy học trò, như anh dạy đứa em ruột, như cha dạy người con gái. Và Phi Hân Vân thì đã rất là cầu thị, cầu tiến, cầu toàn và cầu thực, nên Phi Hân Vân luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu và làm theo một cách tỉ mỉ, chi tiết, đặc biệt không giấu ngu. Chỗ nào không biết em hỏi ngay lập tức để em có thể làm cách tốt hơn. Dạ vâng, xin cảm ơn em phóng viên. Vân xin phép được chia sẻ là thực sự thì đây là một bộ phim mà Vân với anh Nguyễn Thành Nam gọi là bộ phim ba thế hệ. Bởi vì năm 2000 và 2001 thì lúc đó chắc ở đây có nhiều bạn teen còn chưa sinh ra đời. Nhưng Phi Thân Vân lúc đó đã là học viên của Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm đó thầy Sâm Thương đang là chủ tịch của Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và thầy Phạm Thúy Nhân đều là cha nuôi của Vân. Vân may mắn có những người cha rất là tuyệt vời và quyền lực. Và sau đó thì đưa Vân về bên chỗ Hội Điện ảnh của thành phố để học. Và thầy Việt Anh là thầy chủ nhiệm tại hội, Vân đậu loại xuất sắc của Hội Điện ảnh năm 2001. Và mãi về sau này khi đi quay phim với Vân thì Vân có chia sẻ, đi quay phim với thầy thì Vân có chia sẻ với thầy là: dạ kính thưa thầy, con có một đam mê là con được làm phim. Tuy nhiên dòng phim của con không muốn đi theo dòng phim về hài nhảm, con vẫn muốn đi theo, đấy là những bộ phim của những câu chuyện có thật và mang những giá trị tinh thần. Có thể đó là những câu chuyện có thật, ở ngoài đời là tiêu cực, nhưng khi mọi người coi xong thì mọi người sẽ học được những giá trị tích cực trong bộ phim. Bởi vì bản thân mỗi một ngày khi chúng ta coi báo, chúng ta đều thấy nhan nhản những vụ án rất là đau thương, những vụ lừa đảo cũng rất là thương tâm, thậm chí là những người trong gia đình, trong công ty, trong dòng họ, họ triệt hạ lẫn nhau. Và tại sao báo chí lại đưa lên như vậy? Đấy là bởi vì báo chí muốn dạy dỗ, muốn cảnh tỉnh. Và chúng ta cũng nên làm điều đó với phim của mình. Và vẫn đau đớn với điều đó. Khi có những vai diễn phù hợp thì ngay lập tức người Vân nghĩ tới đấy là thầy Việt Anh. Nhưng cũng phải cảm ơn nhà sản xuất, diễn viên Andy Hoàng đã kết nối lại với Vân, với thầy Việt Anh. Bởi vì một lý do nào đó của vũ trụ mà cái điện thoại Vân mất số điện thoại của thầy, nên là phải nhờ Andy Hoàng liên lạc trực tiếp với thầy để mời thầy. Nhưng ngay khi thầy nói là: có mấy học trò hả? Ngày xưa ốm nhom, ốm nhách, đen thui, người Bắc, con bé Vân đó đúng không? Thầy sẽ về. Và khi thầy đọc kịch bản xong, thầy: wow, kịch bản hay quá. Thầy hỏi: đạo diễn là ai con? Nó: dạ thưa thầy, đạo diễn là Nguyễn Thành Nam. Cái nó: Nguyễn Thành Nam đạo diễn rất giỏi. Được, như vậy thầy về. Và thế là thầy đã về. Dạ em xin phép hết câu 1. Dạ tới câu 2. Dạ vâng, tới câu 2 là câu về, câu của em là câu về hành động. Vân thì may mắn là ngày xưa Vân cũng đã được học một chút xíu về Taekwondo. Và cái thời mà đóng những cái phim hành động thời gian lâu thì cũng được học một chút xíu. Và Vân có những cái bí kíp để học, để nhớ và để làm việc một cách cực kỳ chuẩn chỉ và tập trung cao độ để có thể học nó một cách nhanh nhất. Cái này là một trong những cái bí quyết của quyển sách là Tôi Giỏi Và Bạn Cũng Thế. Đây là một quyển sách The Best Seller in the World. Và nhà mình nếu như mà ai muốn tìm hiểu cái thông tin để chúng ta có thể học cũng như là dạy con mình học giỏi thì có thể đọc quyển sách này. Em xin phép trao tặng chút xíu giá trị về sách. Không quảng cáo nha nhà mình. Dạ em không quảng cáo. Em chỉ đơn giản là một sách thôi. Và bên cạnh đó thì những cái cảnh hành động á, thì cái bộ đồ hành động của Vân nó không có ra. Lên ngày hôm đó thì cũng bằng một cái lực hấp dẫn tuyệt vời của vũ trụ là đạo diễn kêu em phải chọn bộ đồ khác. Và quyết định rằng là đi vòng trong đoàn, thấy bé Phúc, quản lý sản xuất, có một cái quần jean màu đen, size y chang mình. Ôi, cho chị mượn cái quần, cởi ra ngay, mau, cởi ra. Rồi, mặc vô, vừa được cái quần. Sau đó nhìn qua bé make up, em make up, nhắn em giống chị quá. Có cái áo đen này đạo diễn Nam thích, cởi ra, cởi gấp, cởi. Rồi, em mặc vừa cái áo, quay qua, quay lại, quay tới, quay lui. Em thấy mặt mình có cộng dây nực. Nhà mình hãy để ý đến cái cộng dây nực hành động đó. Mặt bên mặt với một cái mini jean. Em nói: Minh ơi, cộng dây nực này hợp với chị quá. Cười ra và em bay vào, em giật cộng dây nực. Cảm giác nó hơi biến thái một tí. Tuy nhiên em đã có cộng dây nực.
Và cuối cùng là một chiếc áo khoác. Một chiếc áo khoác là của bên Randa, của bên ánh sáng, của một bạn ánh sáng, một bạn nam ánh sáng, chiếc áo khoác màu đen. Và cuối cùng là ra cái phần bộ đồ đột nhập mẹ em đánh lộn tơi bời đó. Tuy nhiên vẫn còn thiếu đôi giày, vẫn còn thiếu một đôi giày và một đôi dớ. Thế là em lại lấy ngay một đôi dớ mà ơn trời giao đôi dớ đó, đôi dớ sạch của Phục Trang để sẵn, chứ dớ dơ chắc cũng không dám mặc. Rồi tới cái phần đôi giày, thì đôi giày đó là mượn của bên ID, nhưng chớ trêu thay, đôi giày rộng hơn chân em một size. Và mỗi một khi mà em giơ một cú đá lên đất, đôi giày bé cái chéo. Rồi đâu gì? Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì bay vậy? Dạ, giày em mới bay. Và cuối cùng là tổ Randa bên chỗ tổ Phục Trang phải khâu lại, phải khâu dính cái đôi giày đó với lại cái đôi dớ để có thể quay được cái cảnh action đó. Tuy nhiên, quay trở lại là một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao. Ơn trời, Phiên Vân quá may mắn khi nguyên một cái ekip 50+ con người đồng hành với nhau như anh em ruột thịt. Xin nhau cái gì cũng được, cho nhau cái gì cũng được. Cái câu chuyện Đông Lễ Vân kể là cho nó vui như vậy thôi. Tuy nhiên, ở ngoài đoàn thì em còn vui hơn như vậy. Tất cả mọi người trao nhau đồ, tặng nhau đồ, trời ơi, cười cả một ngày trời. Tuy nhiên, khi vào làm việc vẫn vô cùng nghiêm túc, vẫn vô cùng nguyên túc. Và Mạc Minh, chị hy vọng là đoàn đã trả lại cho em cộng dây nịt. Cảm ơn em. Có một người phụ chị trông con, bởi vì chị không có cái khả năng mà cái não của chị có thể làm một lúc 2-3 job. Chị tập trung cao độ vào một việc và chỉ là như vậy thôi. Alexander, I would like to listen to you and you say hello with all the people over here. And then you tell me if one day you want to go to the film cinema or the studio film to shooting together with us. I want to go to the studio. Yes. I love you. Yeah. Đức là một sản phẩm tâm lý của Vân. Vân bắt đầu thay giáo Đức từ khi Đức 2 tháng rưỡi. Và sau này thì huấn luyện và đào tạo con chuẩn theo bài bản của quyển sách Tôi Giỏi Và Bạn Cũng Như Vậy. Và song song đó thì rất là nhiều những tài liệu về dạy con của mẹ Nhật, mẹ Do Thái và mẹ Mỹ. Vân luôn luôn tìm tòi nghiên cứu và dạy lên cho cậu. Và đó lý do tại sao chúng ta có một sản phẩm như thế này. Thank you very much. Okay, you can come back your tray. Say bye bye. I love you. Vân nói là dạ vâng, cháu rất là muốn lên phim. Em còn câu nào để hỏi các anh chị nữa không ạ? Em lên hỏi các anh chị. Tội cho chị, bắt chị nói hoài, chị sắp xỉu.